tất cả chư Phật biết tất cả pháp không thể thấy chẳng một chẳng khác chẳng lượng chẳng không lượng chẳng đến chẳng đi đều không tự tại cũng chẳng trái nơi các pháp thế gian bậc nhất thiết trí ở trong không tự tánh thấy tất cả pháp nơi pháp tự tại rộng nói các pháp mà thường an trụ chân như thật tánh đó là phương tiện khéo léo thứ sáu tất cả chư Phật ở trong một thời biết tất cả thời đủ tịnh căn lành vào nơi trái

đối với ngày tháng năm kiếp thành hoại. Như vậy các thời chẳng trụ chẳng bò mà hay thị hiện hoặc ngày hoặc đêm, thời đầu giữa cuối, một ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng, một năm, trăm năm, một kiếp, nhiều kiếp, bất khả tư kiếp, bất khả thuyết kiếp, cho đến hết kiếp thủa vị lai, luôn vì chúng sinh, chuyển bánh xe pháp vi diệu, chẳng dứt chẳng lùi, không có ngừng nghỉ. Đó là phương tiện khéo léo thứ bảy. Subtitles by the Amara.org community tất cả chư Phật luôn trụ pháp giới, thành tựu chư Phật vô lượng vô úy và bất khả số biện tài, bất khả lượng biện tài, vô tận biện tài, vô đoạn biện tài, vô biên biện tài, bất cộng biện tài, vô cùng biện tài, chân thật biện tài, phương tiện khai thị tất cả câu biện tài, tất cả pháp biện tài, tùy theo căn tánh và hiểu muốn của họ, dùng đủ thứ pháp môn nói bất khả thuyết, bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha tu đa la ban đầu giữa sau đều lành thảy đều rốt ráo đó là phương tiện khéo léo thứ tám tất cả chư phật trụ tịnh pháp giới biết tất cả pháp vốn không có danh từ không có tên quá khứ không có tên hiện tại không có tên vị lai không có tên chúng sinh không có tên cõi nước không có tên chẳng cõi nước không có tên pháp không có tên phi pháp không có tên công đức, không có tên phi công đức, không có tên Bồ Tát, không có tên Phật, không có tên số, không có tên phi số, không có tên sinh, không có tên diệt, không có tên có, không có tên không, không có tên một, không có tên đủ thứ, Tại sao? Vì thể tánh các pháp bất khả thuyết, tất cả các pháp không có phương hướng, không có xứ sở, không thể tập nói, không thể tan nói, không thể một nói, không thể nhiều nói, âm thanh chẳng đến, lời nói đều dứt. Tuy tùy đủ thứ lời nói thế tục, không có phan duyên, không có tạo tác, xa lìa tất cả tưởng hư vọng chấp trước, như vậy rốt ráo, đến nơi bờ kia, đó là phương tiện khéo léo thứ 9 tất cả chư phật biết tất cả pháp bồn tánh tịch tĩnh không sinh nên không sắc không hí luận nên chẳng thọ không tên số nên chẳng tưởng không tạo tác nên chẳng hành không chấp lấy nên chẳng thức không vào xứ nên chẳng xứ, không chỗ được nên chẳng giới, cũng chẳng hoại tất cả các pháp bồn tánh không khỏi vì như hư không. Tất cả các pháp thầy đều không tịch, không nghiệp quả, không tu tập, không thành tựu, không sinh ra, chẳng số, chẳng không số, chẳng có, chẳng không, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng vào, chẳng ra, chẳng trụ, chẳng không trụ, chẳng điều phục, chẳng không điều phục, chẳng chúng sinh, chẳng không chúng sinh chẳng thọ mạng, chẳng không thọ mạng, chẳng nhân duyên, chẳng không nhân duyên, mà biết rõ tránh định tà định và bất định tụ. Tất cả chúng sinh vì nói diệu pháp khiến cho đến nơi bờ kia, thành tựu mười lực, bốn vô sở úy hay làm sư tử hống, đủ nhất thiết trí, trụ cảnh giới Phật. Đó là pháp phương tiện khéo léo thứ 10, Phật tử, đó là 10 pháp phương tiện khéo léo thành tựu của chư Phật.